Euro 2020 thực tế diễn ra vào mùa hè 2021, là lần đầu tiên giải đấu diễn ra tại 11 thành phố trên khắp châu Âu như một cách kỷ niệm 60 năm ra đời. Giải đấu cũng lần đầu tiên áp dụng công nghệ VAR và để đối phó với dịch Covid-19, số lượng khán giả vào sân khá hạn chế. Về chuyên môn, đây là giải đấu giàu hứng khởi, kịch tính khi nhà đương kim vô địch thế giới Pháp, đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và ứng cử viên vô địch Hà Lan bị loại sớm, trong khi Anh và Ý xứng đáng đi đến trận đấu cuối cùng. Đội tuyển Ý đã đoạt ngôi vô địch sau là đá luân lưu bản lĩnh, nhưng tuyển Anh trẻ trung của huấn luyện viên Southgate cũng rất xứng đáng được ngợi khen sau khi chấm dứt 55 năm không vào được chung kết một giải đấu lớn nào. Nhưng để lại cảm xúc không kém là đội tuyển Đan Mạch. Hình ảnh đầy xúc động khi tiền vệ Eriksen gục xuống vì trụy tim đã được những chú lính chì biến thành quyết tâm giúp họ chinh phục giới chuyên môn và người hâm mộ khi lọt vào tới tận bán kết và chỉ để thua đội tuyển Anh trong hiệp phụ. Tại Olympic 2020, thể thao Mỹ tiếp tục giành ngôi vô địch toàn đoàn, song đó là một chiến thắng nghẹt thở bởi phải đến ngày cuối cùng họ mới vươn lên số 1 với 39 huy chương vàng, hơn đoàn Trung Quốc đúng 1 huy chương vàng. Tại Thế vận hội lần này đã có 20 kỷ lục thế giới và 89 kỷ lục Olympic được thiết lập. Caleb Brassen là vận động viên xuất sắc nhất với 5 tấm huy chương vàng, trong đó có 2 kỷ lục thế giới ở các nội dung 100m bơi bướm và 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Nhưng giành nhiều huy chương nhất là nữ kỳ ngư Emma Keon của đội tuyển bơi lội Úc khi cô đạt được 4 huy chương vàng, 3 huy chương đồng. Ở môn bóng đá, Brazil bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở chung kết. Trong khi đó, ở giải nữ, Canada đã lần đầu giành huy chương vàng sau khi vượt qua Thụy Điển 3-2 trên chấm 11m, tỷ số trong 120 phút là 1 đều. Còn tại Paralympic 2020, Trung Quốc vô địch thuyết phục với 96 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 51 huy chương đồng, bỏ xa đoàn thứ nhì là Vương quốc Anh 41 huy chương vàng, 38 huy chương bạc và 45 huy chương đồng. Sau 21 năm gắn bó với Barcelona, tính từ lúc ở đội trẻ, Lionel Messi đã tạm biệt đội bóng do câu lạc bộ xứ Catalonia khủng hoảng về tài chính và không thể trả lương cho anh được nữa. Tiền đạo người Argentina đã gia nhập Paris Saint-Germain để tái hợp với người đồng đội cũ Neymar. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi đã trải qua một năm cực kỳ đặc biệt. Anh góp công vào 9 trên 12 bàn thắng, giúp đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 3 thập kỷ. Tại giải đấu này, Messi còn giành cú đúp danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới. Cũng nhờ chiến tích này mà dù không mấy thành công ở cấp câu lạc bộ, nhưng cũng đủ giúp Messi giành 613 điểm, vượt qua Lewandowski và Jorginho để lần thứ 7 giành danh hiệu quả bóng vàng thế giới. Một mùa giải công thức 1 đầy kịch tính đã kết thúc theo một cách cũng kịch tính không kém khi Max Verstappen vô địch ở chặng đua cuối cùng tại Grand Prix Abu Dhabi để lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới. Tay đua trẻ người Hà Lan cán đích đầu tiên và với 395,5 điểm, anh đã hơn kỷ lục đàn anh Lewis Hamilton vỏn vẹn 8 điểm. Trước vô địch của Verstappen, tay lái sinh năm 1997 đã mang đến một màu sắc tươi mới cho làng đua F1 sau nhiều năm bị thống trị bởi Lewis Hamilton và Mercedes. Nó cũng chấm dứt tham vọng lập kỷ lục 8 lần vô địch của tay lái da màu người Anh. Song cũng chính vì thế mà mùa giải 2022 sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Hamilton chắc chắn chưa muốn dừng lại ở tuổi 37 mà còn chưa phá được kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher. Việc Mercedes vẫn vô địch nội dung đồng đội chứng tỏ Hamilton vẫn có nền tảng tốt về xe và động cơ cho màn phục thù trong mùa giải 2022. Mới đây, nhật báo thể thao nổi tiếng nước Pháp L'Equipe đã bình chọn Novak Djokovic là nam vận động viên xuất sắc nhất thế giới năm 2021. Tay vợt người Serbia vượt qua một số cái tên đáng chú ý như kỳ ngư Caleb Brassen, Rossi Tyson Fury, nhà tân vô địch thế giới F1 Max Verstappen và tiền đạo Robert Lewandowski. Novak Djokovic đã trải qua năm 2021 thành công rực rỡ khi giành 3 Grand Slam gồm Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Anh là người đầu tiên giành 3 Grand Slam đầu năm kể từ năm 1969. Nole còn vô địch Paris Master và giành ngôi Á quân US Open. Hơi tiếc cho Djokovic khi anh không thể hoàn thành mục tiêu Golden Slam, giành 4 Grand Slam và huy chương vàng Olympic, hay Carrier Slam, giành 4 chức vô địch Grand Slam. Song chừng ấy cũng là quá đủ để Nole lần thứ 7 kết thúc năm ở ngôi số 1 thế giới, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Pete Sampras.